Luận về thần thông, Đạo Tế Thiền Sư là bậc thánh nhân đại thần thông. Ngài muốn khiến cho hết thảy mọi người sinh tính tâm nên thường hiển hiện những sự chẳng thể nghĩ bàn. Ngài ăn thịt uống rượu để giấu kín cái đức của bậc thánh nhân, làm gì muốn cho những kẻ ngu tưởng Ngài là kẻ điên rồ, không pháp tắc, nhân đó chẳng tin tưởng Ngài. Nếu không làm thế, Ngài sẽ chẳng thể trụ trong thế gian. Phật Bồ Tát hiện thân, nếu thị hiện giống như phàm phu thì các ngài chỉ dùng đạo đức để giáo hóa người, tuyệt đối chẳng hiển hiện thần thông. Nếu hiển hiện thần thông sẽ chẳng trụ trong thế gian được. Còn nếu hiện làm kẻ điên rồ, dù có hiển thị thần thông cũng chẳng trở ngại gì. Chớ bảo người tu hành ai nấy đều nên uống rượu ăn thịt, người lành thế gian còn chẳng uống rượu ăn thịt, huống hồ là đệ tử Phật. Muốn giáo hóa chúng sinh mà chính mình chẳng y giáo phụng hành thì chẳng những làm cho người khác chẳng tin mà còn khiến họ thoái thất tín tâm nữa. Vì thế chẳng được học đòi uống rượu ăn thịt. Ngài Đạo Tế ăn những con vật chết ói ra những con vật sống. Ông ăn con vật chết vào còn chưa ói ra thịt, còn nguyên hình dạng được nổi, làm sao học đòi Ngài ăn thịt cho được. Ngài uống rượu vào bèn nhả ra vàng để thép tượng Phật, khiến cho vô số cây gỗ lớn từ trong giếng trồi lên. Ông uống rượu vào muốn cho nước từ dưới giếng trào lên còn không được, làm sao học đòi Ngài uống rượu cho được. Chuyện về tế công có đến mấy loại, nhưng chuyện túy bồ đề hay nhất. Gần đây có đến 8 bản khác nhau lưu thông, đa phần là những bản do người đời sau thêm thắt vào. Chuyện túy bồ đề, cả văn lẫn nghĩa đều hay. Những chuyện được kể trong ấy đều là những sự thật khi ấy. Thế nhân chẳng biết nguyên do, không bắt chước bừa theo, thì cũng quỷ bán sằng bậy. Học bừa theo đó sẽ quyết định phải đọa địa ngục. Quỷ bán sằng bậy tức là dùng tri kiến phàm phu để suy lường thần thông của thánh nhân cũng bắt lỗi. Nhưng so với kẻ học bừa theo, tội còn nhẹ nhiều hơn lắm. Thấy những điều nghĩ bàn của Ngài phải nên sinh lòng kính tin. Thấy Ngài uống rượu, ăn thịt chẳng chịu bắt chước làm theo thì sẽ được lợi ích, chẳng bị tổn hại vậy. Người có thể hoằng đạo chứ đạo chẳng thể hoằng người. Thế gian loạn lạc là do ác nghiệp của đồng phận chúng sinh cảm thành. Các thuyết tà vậy cũng thế, cũng do cùng nguyên do ấy. Phong tục thế gian biến đổi, lúc thoạt đầu đều là do một hai kẻ phát khởi. Yên bình, loạn lạc, tà chánh, không gì đều chẳng như thế cả. Sao chẳng xét đến sức người để chuyển biến, lại cứ quy vào sức thần thông của Phật Bồ Tát để hồng chuyển biến vậy? Chẳng phải là Phật, Bồ Tát chẳng thể hiển thị thần thông biến hiện, khổ nổi chúng sinh nghiệp nặng, nên dù có biến hiện cũng vẫn như không. Dĩ như mây dày, sương đậm mờ mịt chẳng thấy được mặt trời giữa ban ngày, bèn bảo là chẳng có mặt trời ư? Con người cùng trời, đất gọi là tam tài, tăng và Phật Pháp gọi là tam bảo. Gọi như vậy là do căn cơ vào ý nghĩa hỗ trợ, tán dương công sinh trưởng của trời đất, hoằng dương đạo pháp mà đặt tên. Ông cứ muốn bỏ nhân lực, bám vào sức của Phật, Bồ Tát, trời đất, có còn đáng bảo là biết đạo chăng? Đời đại loạn, đại bi Bồ Tát thị hiện cứu hộ cũng chỉ cứu được kẻ hữu duyên, vì loạn lạc chính là đồng nghiệp. Còn túc nhân hiện duyên, duyên hiện tại là biệt nghiệp. Có biệt nghiệp cảm được Bồ Tát thì sẽ được Bồ Tát gia bị cứu hộ, há nên ngông nghênh bàn bạc ư? Những việc phương tiện thuận nghịch cứu hộ chúng sinh của Bồ Tát chẳng phải là chuyện kẻ hiểu biết lầm lạc hẹp hòi có thể thấu hiểu được đâu. Nay tôi vì ông nói một thí dụ để từ đó mà suy, rồi đừng nói Bồ Tát thật là quan gia, cũng như để tạo thành nền tảng tốt đẹp hồng nhập đạo thành Phật. Chư Phật lấy tám khổ làm thầy để thành đạo vô thượng. Như vậy,
khổ là cái gốc để thành Phật. Thêm nữa, Phật dạy đệ tử lúc ban đầu phải tu bất tịnh quán, quán lâu ngày ắt có thể đoạn hoặc chứng chân thành A-la-hán. Như vậy, bất tịnh lại là cội gốc của thanh tịnh. Người ở Bắc Câu, Lô Châu hoàn toàn chẳng khổ, nên chẳng thể nhập đạo. Châu Nam Diêm Phù Đề, sự khổ rất nhiều, nên người nhập Phật đạo để liễu sinh tử không thể tính nổi số. Giả sử thế gian tuyệt chẳng có các khổ sinh, lão, bệnh, tử, đao binh, thủy hỏa, vân vân, thì ai nấy đều sống say chết ngủ trong lạc thú phóng dật. Có ai chịu phát tâm xuất thế để liễu sinh tử đâu? Ngay cả kẻ thống lãnh quân mệnh, giữ địa vị cao, gây bao việc khổ não chúng sinh, biết đâu là bậc đại bi thị hiện đó chăng? Nghĩa này chỉ có thể nói cùng người thông suốt, đừng nói với kẻ vô tri vô thức. Nếu là người thông suốt, dù thật sự là ác ma, cũng có thể được lợi ích. Còn người vô tri vô thức, nếu biết đến nghĩa này, ắt sẽ chẳng biết phát tâm tu hành, trái lại còn hủy bán Phật pháp. Ví như dùng thuốc, trẻ nhỏ chẳng thể uống thuốc, bèn bôi thuốc lên vú, thì nó dù không uống cũng thành uống. Ông toan làm bậc thông suốt, nhưng triển khai rộng lớn nghĩa này thì hại người rất nhiều, lợi người rất ít. Xin hãy thành tâm niệm Phật, đừng bàn nói ẩu. Cảnh giới của Phật, Bồ Tát, phàm phu chẳng thể suy lường được đâu. 16. Luận về bí truyền. Nay các ngoại đạo, không đạo nào chẳng dùng cách bí truyền để dẫn dụ, kêu gọi kẻ vô tri theo đạo họ. Lúc nguyện gia nhập, ắt phải phát thệ: từ nay về sau, nếu phản lại đạo, ắt sẽ mắc ác báo như thế này, như thế nọ. Thật sự ra, đa phần là những pháp dối người. Do trót phát thệ, dù có biết những sai trái trong đạo, cũng chẳng dám trái nghịch hoặc phơi bày ra. Cách phát thệ bí truyền của ngoại đạo ràng buộc, làm con người lầm lạc quá đáng vậy. Đức Phật chẳng có pháp bí truyền, đối với một người Ngài cũng nói thế, với dạng người Phật cũng dạy như thế. Cửa đóng, then cài, bên ngoài đặt người tuần hành canh gác. Chỉ cho một người vào thì thầm chẳng cho người ngoài nghe được. Những đạo như thế chẳng có chuyện quang minh, chánh đạo gì đâu. Mong các vị hiểu được tệ nạn ấy, nên tôi mới lược thuật vậy. Nếu có bí quyết mầu nhiệm, chỉ khẩu truyền ở chỗ kín đáo thì chính là tà ma ngoại đạo, chẳng phải là luật pháp. 17. Luận về cầu cơ. Những lời gián cơ trong đàn cầu cơ đa phần là do những luân hồi dựa dẫm vào tri thức của người xây cơ mà nói ra. Nếu nói về đạo lý thế gian còn đúng được nhiều, chứ nói đến Phật pháp thì do chính mình chẳng biết, bèn bịa ra các lời nhảm nhí. Cầu cơ đa phần là các linh hồn giả mạo Phật tiên, thần thánh. Những hồn kém cỏi chẳng có sức thần thông, những hồn khá hơn sẽ biết được tâm người, nên dựa dẫm vào sự thông minh và tri thức của người phò cơ để nói này nói nọ. Ông Kỷ Văn Đạt nói: cầu cơ đa phần là linh hồn giả danh gián cơ. Tôi cùng người anh tên là Thản Nhiên cùng phò cơ. Tôi biết làm thơ nhưng chữ viết không ra gì. Tôi phò cơ thì thi từ mẫn tiệp nhưng chữ viết nguệch ngoạc, xiên xẹo. Thản Nhiên phò cơ thì thi từ tầm thường, chữ viết sắc sảo. Với những hồn giả mạo cổ nhân, nếu chú tâm hỏi vào những điểm bí nhiệm quan yếu, bèn nại cớ năm tháng cách xa, chẳng còn nhớ gì nữa, nên biết hồn ấy chẳng phải thật. Như vậy, cái linh ứng của hồn ấy chỉ là chúng có thể dựa vào những điều đã biết trong tâm của người hiện tại để mượn dùng. Với những điều tuy có trong thức điền, nhưng trong cái thấy bất hiện tại của đương nhân không có, hoặc người ấy chẳng biết đến nghĩa đó, thì hồn chẳng thể dạy gì về điều ấy được. Sánh với tha tâm thông của bậc nghiệp tận tình,
không khác nhau một trời một vực, nhưng xét về khí phận thì có vẻ tương tự mà thôi. Tôi lại chỉ sợ quý vị bị mê hoặc bởi những lời gián cơ, nên chẳng thể không dẫn chứng để phân trần vậy. Gần đây, các đàn cơ ở Thượng Hải rất thịnh hành. Những lời khai thị, sửa lỗi, hướng thiện, tiểu luân hồi, tiểu nhân quả của các đàn cơ ấy đều rất có ích đối với thế đạo dân tâm. Nhưng những lời giảng về cõi trời, về Phật Pháp toàn là những lời lẽ quàng xiên. Chúng ta là đệ tử Phật, chẳng thể bài xích Pháp ấy, vì sẽ mắc lỗi ngăn trở người khác hướng thiện. Nhưng cũng chẳng thể phụ họa, tán dương Pháp ấy, bởi những lời giảng cơ về Phật Pháp toàn là ước đoán, chỉ e gây thành cái họa hại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sinh. 18. Luận về luyện đơn. Phật Pháp chỉ dạy người dứt ác tu thiện, minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chơn, liễu sinh thoát tử. Toàn bộ Đại Tạng Kinh trọn chẳng có lấy một chữ dạy người dẫn khí luyện đơn, cầu thành tiên bay lên trời, trường sinh bất lão chi cả. Thời kỳ đầu Chân Quốc, gã dân ma Liễu Hoa Dương soạn Huệ Mạng Kinh, tận dụng kinh Phật lời tổ để chứng minh cho pháp luyện đơn, xoay chánh thành tà, dùng pháp bán pháp. Người chưa mở mắt thấy tà thuyết đó, ngỡ là chân thật, đánh mất chánh kiến mãi mãi. Lời lẽ, sự tu hành của họ đều là phá hoại Phật Pháp, nhưng vẫn khiêu khiêu tự đắc, cho mình may mắn gặp được chân thừa, được nghe chánh pháp. Đúng là nhận giặc làm con, nấu cát thành cơm. Một gã lòa dẫn lũ mù kéo nhau xa hầm lửa, chẳng đáng buồn ư? Phàm một pháp luyện đơn chẳng phải là không lợi ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ. Cao nhất là thành tiên bay lên trời, pháp ấy còn chưa phải là chân truyền của lão tử, huống hồ là chánh đạo của Phật Pháp ư? Khổng Tử nói: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, sáng nghe đạo, tối chết cũng đành. Lão Tử nói: ngô hữu đại hoạn vi ngô hữu thân, ta có mối lo lớn là ta có thân. Nếu lãnh hội được những lời ấy, sẽ chẳng bị bọn luyện đơn kia mê hoặc. Hãy đọc kỹ các sách An Sĩ Toàn Thư, Cư Sĩ Truyện, Bình Tâm Luận, Kê Cổ Lược, thì gương sáng đặt trên đài, tốt xấu tự phân, lò nung tử vàng thật giả rạch ròi. Trộm nghĩ, nguồn gốc của thích và đạo chẳng hai, nhưng nhánh nhóc chi phái khác xa nhau một trời một vực. Phật giáo dạy người trước hết tu tứ niệm xứ quán: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đã biết thân, thọ, tâm, pháp đều thuộc quyển vọng khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, thì chân như diệu tánh sẽ tự hiển hiện. Nếu ước theo nguyên sơ chánh truyền, thì đạo giáo cũng chẳng lấy việc dẫn khí luyện đơn, chỉ cầu trường sinh làm trọng. Đời sau tu hành theo đạo giáo, không một ai là chẳng coi pháp ấy là chánh tống Phật giáo. Không điều lớn lao nào chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào đều chẳng đề cập đến. Chẳng những phát huy đạo lý nhân tâm tánh mạng đến hết sạch không còn sót, mà ngay cả những điều nhỏ nhặt như hiếu, đệ, trung, tín, lễ, liêm, sĩ của thế đế, mảy may điều thiện nào cũng chẳng bỏ sót. Chỉ riêng đối với việc luyện đơn dẫn khí, không có lấy một chữ nhắc đến. Nhưng đệ tử Phật phải kiêng dè sâu xa, đừng luyện đơn. Bởi một đằng dạy người biết thân tâm là quyển vọng, một đằng lại dạy người chấp chặt thân tâm là chân thật. Cái tâm vừa nói đó chỉ là tâm tùy duyên sinh diệt, chẳng phải là chân tâm sẵn có. Một pháp luyện đơn chẳng phải là không có lợi ích, nhưng chỉ kéo dài được tuổi thọ, cao nhất là thành tiên bay lên trời. Nếu bảo là pháp để liễu sinh thoát tử, thì chỉ là lời nói mớ mà thôi. 19.
luận về tu hành, xử sự phải phù hợp thích nghi. Đối với pháp niệm Phật, tùy theo sức lực của mỗi người, tùy tiện niệm ra tiếng, niệm thầm, niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, không cách nào là chẳng được. Lẽ nào cứ một mực niệm lớn tiếng đến nỗi tổn hơi thành bệnh? Căn bệnh nặng của ông do khí bị thương tổn mà ra, nhưng thực sự là do nghiệp lực từ vô lượng kiếp biến hiện. Do ông tinh tấn niệm Phật nên chuyển hậu báo thành hiện báo, chuyển báo nặng thành báo nhẹ. Chẳng biết là do căn bệnh này sẽ tiêu được tội tam đồ ác đạo trong bao nhiêu kiếp số. Phật lực khó nghĩ lường, Phật ân khó báo. Hãy nên sinh lòng vui mừng, nghĩ mình may mắn lớn lao, sinh lòng tin trong sạch lớn lao, dùng một pháp tịnh độ tự hành, dạy người mong sao quyến thuộc trong nhà, cùng hết thảy những ai hữu duyên, cùng sinh Tây Phương, thì mới chẳng phụ căn bệnh này, mới khỏi phụ ân Phật vì mình hiện thân vậy. Học Phật phải biết chuyên lấy việc tự liễu ngộ làm chánh, nhưng cũng phải tùy phần, tùy sức làm các công đức. Phải là người có sức lớn lao mới hồng triệt để buông xuống, triệt để đề khởi được. Người căn cơ trung hạ, nếu không làm gì hết sẽ liền thành biến nhát, trễ lười, đã chẳng hiểu đúng tự lợi, mà đối với việc lợi người cũng đắc bỏ hết, trở thành cái tệ như Dương Tử. Dù nhổ một cái lông làm lợi cho người khác cũng chẳng chịu làm. Vì thế phải hành hai pháp hỗ trợ cho nhau, nhưng chú trọng vào mặt tự lợi. Cũng đừng hiểu lầm lời cư sĩ Nhị Lâm Bành Tế Thanh, hiểu lầm thì đắc tội với ông Nhị Lâm chẳng nhỏ. Ý của Bành Nhị Lâm là chuyên chú tự lợi, chứ chẳng phải là phế sạch việc tùy phần, tùy sức dạy người tu theo pháp môn tịnh độ đâu. Việc lợi người chỉ có hàng Bồ Tát mới gánh nổi, ngoài ra ai dám nói những lời lẽ lớn lao ấy. Người căn cơ trung hạ tùy phần, tùy sức làm việc lợi người mới phù hợp với đạo lý tu hành tự lợi. Bởi lẽ pháp môn tu hành có lục độ vạn hạnh, tự mình chưa độ thoát thì việc lợi người vẫn thuộc về tự lợi, nhưng chẳng thể chuyên chú vào hình thức bề ngoài mà làm. Người tu hành thật sự thì dính vào chuyện khác làm chi? Chỉ vì do chưa thể buông cả toàn thân xuống, cắt đứt vạn duyên được, thì chẳng ngại gì đeo đẳng trong lòng để vớt vát lấy một nửa mà thôi. Niệm Phật tuy trọng chí thành, thanh khiết, nhưng nếu bệnh nhân không đủ sức thì cứ giữ lòng chí thành thầm niệm, hoặc niệm ra tiếng, công đức vẫn giống hệt như vậy. Bởi lẽ Phật từ rộng lớn, như cha mẹ lúc thấy con cái bệnh khổ ắt chẳng nệ vào những nghi thức lúc bình thường để trách móc gì, lại còn đến dỗ về xoa nắng thân thể con, rửa sạch những dơ bẩn. Nếu con bệnh đã lành mà vẫn đối với cha mẹ hệt như lúc còn đang bệnh thì bị sét đánh vậy. Lập thân xử thế, dình lòng thì dù là ngu hay hiền đều phải cung kính, chẳng sinh lòng ngạo mạn. Hành sự thì thân hiền, xa ngu, giữ ưu bỏ kém. Như thế sẽ tránh khỏi cái tệ lây phải tánh xấu, cũng như giữ cho mình khỏi bị lầm lạc. Chuyện thiên hạ có cái lý nhất định, nhưng có pháp nhất định. Nếu chẳng dựa vào sự tình để định đoạt, như chấp chết vào toa thuốc để trị biến chứng, thì người sống sẽ ít, kẻ chết lại nhiều. Phải tình hợp với lý, pháp phù hợp với sự thì mới lên. Thiên hạ vạn sự có cái lý nhất định, nhưng khi gặp chuyện phải vận dụng cái lý nhất định để hành xử sao cho thích nghi. Lý phù hợp cùng quyền, pháp tương ứng với đạo thì mới nên. Phật pháp phải tùy theo căn tánh của mỗi người mà thực hiện, chẳng thể chấp chặt vào quy cách truyền bá thông thường. Nếu trái nghịch căn cơ sẽ khiến người ấy bị mất lợi ích liễu sinh thoát tử thù thắng. Cốt sao người ấy phải tự lượng được căn tánh để tu trì sao cho thích hợp.
vào thời Phật Pháp hưng thạnh dưới các triều Đường, Tống, người tại gia phần nhiều dùng cách quả táng, nhưng nay nên thuận theo thói tục chôn cất, vì sợ kẻ câu nệ luận bàn quan, chứ thật ra thiêu thì gọn gàng hơn. Qua 49 ngày thiêu là ổn thỏa, còn chôn thì qua nhiều năm, rất có thể hài cốt bị phơi bày. Cái lễ 3 năm tang chế chẳng dùng đến lễ nhạc, cố nhiên phải tuân thủ. Trước đời Thanh, quan văn có thể xin nghỉ cư tang, quan võ chẳng được phép nghỉ cư tang, bởi việc quân chẳng thể nào sao giảng được, nên chẳng để tang. Bây giờ thịnh hành quan niệm bỏ thói thường là bất hiếu, dù giữ đúng thời gian tang chế vẫn còn bị chê trách. Chúng ta nên theo đúng cổ lễ, nhưng phải chăm trước mà làm theo. Tuy chẳng thể biến cải ngay, nhưng đừng quá câu nệ là được. Liên xã mới mở phải có quy chế nhất định, nữ nhân tuyệt đối chẳng được tham dự liên xã. Đừng bắt chước nơi khác buông tuồng chẳng túc liễm đến nỗi một pháp chẳng lập. Trăm mối tệ chen chúc nảy sinh rất quan trọng, rất quan yếu đấy. Trộm nghĩ, thế đạo nhân tâm hiện thời suy sụp đến cùng cực, lại còn phung phí quốc khố, so với trước kia thuế má nặng hơn gấp mấy lần, mọi thứ đắt đỏ, dân không lẽ sống. Tai trời dạ người giáng xuống liên tiếp, gặp phải thời buổi này, muốn hoằng chương đạo pháp chỉ còn cách khuyên những người tìm đến học, hãy học lấy yếu nghĩa nhà Phật, với cha nói từ, với con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng xuống vợ theo, ai nấy trọn hết bổn phận để làm nền tảng cho việc học đạo. Ngoài ra còn phải giữ lòng thành, chuyên chú lòng kính, khắc kỷ giữ lễ, hiểu nhân rõ quả, mong thoát khỏi luân hồi, đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện, tín nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Dù thiên tư cao đến cách mấy cũng phải y theo đây mà hành. Ngoài ra, những khi có thời gian, có sức thì nghiên cứu hết thảy kinh luận chẳng trở ngại gì. Cốt sao, tùy phận tu trì trong chính gia đình mình thì chẳng cần gì phải cất dựng phòng ốc cho nhiều, lại phải sắp đặt nhiều nhân viên, đây kia qua lại càng phí thời gian. Đây chính là cách tương kế tự kế để hoằng pháp bậc nhất trong hiện tại vậy. Muốn cầu giảng sinh, hãy nên buông bỏ thế gian này, cũng như buông bỏ cái tâm cuồng vọng quá phận mong độ thoát chúng sinh giống như Bồ Tát. Tu cho chính mình chính là điều Bồ Tát phải làm đầu tiên. Nếu chính mình còn là phàm phu, lại toan đảm nhiệm việc ấy, thì chẳng những chẳng thể độ người mà còn chẳng thể tự độ nữa. Không ít thiện tri thức thế gian mắc phải bệnh này, nhưng cứ cho là mình có tâm Bồ Tát. Phải biết nếu có tâm ấy, phải cầu giảng sinh trước đã thì mới có lợi ích. Nếu mình là Bồ Tát thì chẳng cầu giảng sinh còn được, chứ nếu không thì tai hại chẳng nhẹ. Tâm cuồng vọng quá phận chính là chướng ngại lớn nhất đối với việc tu hành, chẳng thể chẳng biết điều này. Trong lúc kiếp trượt thời loạn này, lẽ tất nhiên phải đề xướng nhân quả báo ứng và pháp môn tịnh độ mới hồng có lợi ích thật sự. Những kẻ ham cao chuộng trội kia chỉ sợ những pháp ấy mà được đề xướng thì tiếng tâm giá trị của họ sẽ bị hủy hoại, nên thà để người khác chẳng hiểu chứ chẳng chịu xuôi theo môn phong của chúng ta. Hãy thử hỏi họ, đối với những vật bên ngoài dùng để điều dưỡng sinh mạng, có thể nào cứ cố chấp vào một pháp chẳng chịu biến đổi cho thông suốt hay chăng? Mùa hạ dùng sắn dây, mùa đông khoác áo cừu, đói thì ăn, khát thì uống, mỗi ngày còn phải chọn lấy những điều thích nghi. Thế mà đối với việc hoằng dương đạo pháp thì lại bất trí, chẳng hợp lẽ với việc dưỡng sinh. Vẫn còn bảo là thật sự muốn làm cho người khác được lợi lạc nữa ư? Sáng lập liên xã ắt phải thanh tịnh, thơm sạch, chủ nhân
ắt phải cung kính chí thành, chẳng thể là hạng người ngạo mạn, mà cũng chẳng thể là người thiếu khí tượng đức độ. Đối với mọi người đến tham dự đều phải đối đãi ôn hòa, cung kính khiêm tốn. Lúc chưa niệm Phật cũng như lúc niệm Phật xong đều chẳng được bàn chuyện nhà. Có những yếu nghĩa nào đáng bàn luận, trình bày hãy bàn, nếu không ai nấy trở về chỗ mình. Những ai quá nhỏ tuổi hãy nên tự niệm ở nhà. Nếu thường đến liên xã, ở gần thì còn tạm được. Chứ nếu đường xa, chỉ e nảy ý ham vui bên ngoài, chẳng thể không cẩn thận. Lập liên xã bất quá chỉ là đề xướng trong địa phương mà thôi, phải lấy việc niệm Phật tại gia là chính. Người học Phật trước hết phải biết nhân quả, dè dặt, cẩn trọng mà xử sự. Nếu đã có thể dè dặt, cẩn trọng thì tà niệm sẽ tự tiêu, chẳng đến nỗi làm điều chẳng đúng pháp. Nếu trót làm, phải cực lực đoạn diệt thì mới là tu hành chân thật. Nếu không, học một đường là một nẻo, tri kiến càng cao, hành vi càng tệ. Đây chính là căn bệnh đã lặm vào xương tủy của những kẻ học Phật tự xưng là bậc thông gia ngày nay. Nếu có thể luôn lấy việc tránh lỗi lầm, làm điều mong mỏi, thì cứ học một phần sẽ được một phần lợi ích thật sự. 20. Luận về cách dự phòng tai họa. Với tình thế hiện tại, chỉ nên tận tâm, còn chuyện quả phước cát hung trong tương lai chẳng thể dự đoán được. Nếu có thể chí thành niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có sự chuyển biến âm thầm, chẳng đến nỗi vướng phải mối nguy hiểm lớn. Nếu chẳng dốc sức vào đây, dù vận dụng hết cơ mưu cũng vẫn khó đạt hiệu quả tốt đẹp. Bởi thế cuộc biến nguyễn khó dự liệu nổi. Những kẻ vinh hoa phú quý hiển hách kia trong chốc lát còn bị tiêu tan sạch cả, huống hồ gì bọn ta. Khổng Tử nói, kẻ chẳng biết mạng thì chẳng thể coi là quân tử được, nhưng phải cực lực tu trì thì mới đáng gọi là mạng được. Nếu biếng nhác trễ lười, tánh tình buông xuôi, dù đạt được hay mất đi cái gì thì cũng chẳng thể gọi là mạng được. Tình thế hiện nay là tình thế hoạn nạn, dù bảo là niệm Phật diệt được túc nghiệp, nhưng phải sinh lòng hổ thẹn đớn lao, chuyển đổi cái tâm tổn người lợi mình, hành hạnh Bồ Tát lợi khắp chúng sinh, thì dù túc nghiệp hiện ra cũng sẽ đều nhờ Phật hiệu quang minh trong Bồ Đề tâm để tiêu diệt hết sạch. Nếu trong đời trước hoặc trong xưa kia đã từng tạo nghiệp lớn, nay dù không làm ác nhưng chỉ niệm Phật qua quýt ơ hờ, thì công chẳng thắng nổi tội, rất có thể mắc ác báo. Chẳng phải là niệm Phật vô ích, nhưng vì chưa phát Bồ Đề tâm mà ác nghiệp lại rộng lớn, nên công niệm Phật chẳng áp đảo được ác nghiệp. Nếu có thể phát đại Bồ Đề tâm thì như dần mặt trời rạng rỡ giữa hư không, sương mốc tiêu lập tức. Người đời phần nhiều nửa đời tạo ác, sau mới sám hối đôi chút, do bởi chưa thể hoàn toàn không gặp phải ác báo, bèn nói Phật pháp chẳng thiên, tu trì vô ích, cư sĩ chẳng coi quan tôi là người ngoài. Cố nhiên quan chẳng thể không cùng cư sĩ trình bày sơ lược nguyên do, ngõ hầu cư sĩ thoát khỏi đường mê, vượt lên bến giác vậy.